truyền thanh câu chuyện truyền thanh kính thưa quý vị và các bạn đứng núi này trong núi nọ là câu tục ngữ nhắc nhở về lòng chung thủy của vợ chồng bởi có chung thủy thì hạnh phúc gia đình mới bền vững mãi nếu không tôn trọng giữ gìn mà để hạnh phúc bị đổ dở thì người đánh rơi sẽ cảm thấy ra rứt và tiếc mãi bởi làm sao có thể trở về với những ngày tháng êm đềm hạnh phúc trước đây đó cũng là chủ đề mà câu chuyện truyền thanh đã muộn của tác giả ngô hồng phấn đề cập đến chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên hồ Trãi trong gia anh hai duy hằng trong gia chị hai kim liên trong gia bà sáu ngọc diễm trong gia lý em gái của anh hai Tường Duy trong giai bản Minh Hiển độc là dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Cảnh tại nhà vợ chồng anh chị Hai vào buổi sáng. Em có hấp cơm, anh ăn một chén rồi đi làm. Bánh à, con cũng ăn luôn với ba đi. Phần này của bà nội á, chút mẹ với bà nội ăn sao? Nhà mình á mà ăn sáng ở nhà như vậy mỗi ngày á chắc đỡ tốn tiền lắm hả ba. Mẹ con chịu cực một chút á mà nhà mình khỏe. Em thấy hình như lúc này mang ít quá anh em hỏi coi má có bệnh gì không anh đi làm tới tối mới về không có thời gian hỏi thăm má em lo cho má giùm anh nha hôm nay đồ nhiều anh đi làm sớm thôi anh đi đi để má cho em lo con chở ba đi ngang chiều về ngang á con rước ba luôn ờ à, cũng được má ơi má có bệnh gì không con đi mua thuốc cho má uống nghe dạo này con thấy má ăn ít quá hôm nay má quế quái trong mình quá Ủa cha con thằng hai đi làm rồi hả con Dạ, anh đi làm rồi má. Má tin bàn với vợ chồng con chút chuyện. Dạ, có chuyện gì vậy má? Thôi, để trưa nó về cái má bàn với tụi con luôn. Dạ, vậy thôi con đi chợ nghe má. Con có pha sẵn ly sữa, má nhớ uống nghe má. Ờ, à, con để đó cho má. Giờ chồng thằng hai lên đây. Má bàn với tụi con chút chuyện coi. Có chuyện gì mà thấy quan trọng quá vậy má? Vợ con đâu? kêu nó lên luôn Em ơi, lên má biểu nè Dạ Má nói thiệt, mấy năm nay thấy vợ chồng con hiếu thảo với má Má vui lắm Vì vậy má tính chia cho hai đứa một nền nhà Rồi tụi bay ra riêng, đang sống thoải mái hơn chút Dạ, vợ chồng con sống chung với má cũng tốt mà má Má muốn cho vợ chồng con có cuộc sống riêng thoải mái Má còn khỏe, má tự lo cho bản thân mình được nếu má nói vậy thì con nghe theo má Ra riêng cũng ở trong vuông nhà mình thôi mà Nhưng má phải để vợ chồng con lo cơm nước hàng ngày cho má nha Đúng vậy Chắc con cũng phải đi kiếm việc gì làm thêm Cho gia đình mình có dư một chút Thì ý của má cũng là vậy Biến đất bên trái nhà mình đó Cất đơn giản được rồi Hai đứa cứ tiến hành cất đi Từ từ má tách thửa Rồi sang tên cho vợ chồng con Dạ, vợ chồng con cảm ơn má Gia đình bà Sáu vui chưa được bao lâu thì bà Sáu bị bệnh, sức khỏe ngày càng yếu. Chị hai nặng nặng xuống chồng kêu bà Sáu sang tên nhà cho vợ chồng anh. Ông, kêu má sang tên nhà cho mình đi. Tôi muốn cái gì cũng phải rõ ràng. Lỡ sau này má có chuyện gì, mấy đứa em của ông á nó lấy lại thì nhà đâu mà mình ở. Tôi thấy ở vậy cũng được rồi. Em tôi không có dành đâu mà sợ. Đứa nào nó cũng có nhà cửa riêng hết rồi. Ai biết được sau này chuyện gì sẽ xảy ra Lỡ như tụi nó đuổi ra khỏi nhà thì sao Mẹ khỏi lo cho con Mẹ đừng có mượn cớ này Rồi ép ba khó xử với bà nội như vậy Mày có phải là con của tao không vậy Mẹ không lo cho con Thì mẹ lo cho ai đây Nếu mẹ thương ba thương con Thì mẹ phải thương bà nội nhiều hơn nữa mới đúng chứ Thì mẹ cũng lo cho bà nội mày Từ đó tới giờ kia mà Lúc trước á nội nói á là cho ba mẹ miếng đất Nhưng chưa có sang tên Bây giờ á mẹ kêu sang tên á thì có gì lạ đâu Em đến giùm tôi coi Má bệnh không lo Lo giành giật Má có chuyện gì à Chắc vui lắm à Tôi nói không phải sao mà anh nạt nổ tôi Tôi nói rồi Má không sang tên miếng đất á Là tôi bỏ cha con ông Tôi đi thiệt đó Em đi liền ngay lúc này cũng được nữa Không có ai cản đâu Bánh Vô coi bà nội sao rồi Nếu nội không khỏe Thì cha con mình chở nội đi bệnh viện Ai muốn bỏ đi thì cứ đi Không bao lâu sau bà Sáu qua đời Nhưng miếng đất vẫn chưa được sang tên nên vợ chồng anh hai cũng mất dần hạnh phúc. Sáng nay cũng tại nhà anh hai. Anh hai, anh khỏe không? Chị hai có nhà không anh? Ôi, bà đi tối ngày, không có lo cơm nước nhà cửa gì hết á. Về nhà thì cái mặt chù ụ một đống, làm như ai ăn hết của vậy, không nói tới ai một tiếng. Thằng Bảnh đi làm, vậy rồi á, ai lo cơm nước cho anh? Chị hai á, tệ thiệt chứ, Lúc đầu thằng Bảnh nó tính làm ở đây cho tiện, đặng nó chăm sóc anh luôn. Mà nó thấy mẹ của nó như vậy nên nó bực rồi nó bỏ đi thành phố làm luôn. Vậy mà anh cũng không gọi điện cho em hay để em lo cho anh. Anh sức khỏe lại yếu, em á thì công việc lu bu nên ít có về thăm. Mà em thấy á hình như anh với chị có vấn đề gì đó. Bà muốn làm gì bà làm, anh đâu có nói tới. Mà bà cũng không thèm hỏi thăm gì tới anh luôn. Anh không ngờ chị hai của em bây giờ với ngày xưa Khác một trời một vật Lý ơi Anh nhắm không xong á Thì anh với chị tính làm sao cho ổn đi Rồi á, lên trên em sống Vợ chồng em lo cho anh Chứ bệnh hoạn á mà không có ai bên cạnh Là nguy đó anh hai Anh biết bà có vấn đề chứ em Em nghĩ đi Đàn bà gì á mà đi tối ngày như vậy Bỏ mặt chồng bệnh hoạn không lo Anh không ngại nói với em luôn nè Anh rình nghe được bà nói chuyện điện thoại với cái thằng nào đó Bà thấy anh rình thì quảng hồn cướp máy Trời ơi Có cái chuyện này nữa hả anh hai Lâu chưa anh Anh có nhầm không đó Chứ nghi quan cho chị hai á Thì không có được đâu nghe anh Cái vụ đó là trước khi bà nội mất đó út Con mới về hả bảnh Dạ Sao con biết chuyện của mẹ con á Mà con không có chịu nói sớm Con về sao không gọi cho ba một tiếng vậy bảnh Tại con lo cho ba Nên con không có yên tâm Mẹ con vậy đó út Nên mới nặng nặc kêu bà nội sang tên nhà Bố Út không nhớ sao Út nhớ Nhưng mà ai nghĩ chị hai có mà móng từ lúc đó đâu lúc đó anh cũng nghi nghi thôi nhưng anh thấy Bà lo cho má cũng tốt trong cái xóm này khỏi có ai chơi được một tiếng bởi vậy có chị hai lo cho má nên em cũng yên tâm ai mà ngờ được lòng người khó lường như vậy đúng là sông sâu xào vắng mà khó lường cái gì đi vắng nhà là anh em cô tranh thủ nói xấu tôi liền hen chị nói gì kỳ vậy chị hai ai nói xấu chị chứ mẹ không có làm chuyện gì sai trái á thì sao phải sợ người ta nói xấu mình hả mẹ mẹ ăn nói với mẹ mày như vậy đó hả bảnh mới về cũng phải để cho tao mừng một chút chứ con không cần mẹ mừng con đâu mà con chỉ cần mẹ thương ba lo cho ba khi con không có nhà kìa sao mày biết tao không lo cơm nước có sẵn khi nào đói bụng thì tự xuống mà ăn ai rảnh đâu mà đi dân cơm hầu nước cho ổng bà nín không tôi cho bà ăn đặt tay bây giờ đó có con lý ở đây mà thái độ của bà còn như vậy đó hả bà đối xử với tôi sao cũng được Tôi không cần bà Nhưng bà cũng phải nghĩ cho thằng Bánh Nó lớn rồi Đừng để nó ra đường phải xấu hổ Khi có một người mẹ như bà Bớt giận đêm hai Thôi em về Ít hôm á em xuống thăm anh nghe Tôi làm cái gì mà nó xấu hổ chứ Ông ăn nói đàng hoàng chút nghe Chứ hôm qua Ai nói chuyện điện thoại với cái thằng nào gần cả tiếng đồng hồ Bà tưởng tôi không biết hả Tại tôi muốn cho em Không làm lớn chuyện thôi Thằng Bánh nó cũng biết chuyện của bà rồi kìa Bánh mày biết chuyện gì Đừng có nói bậy nữa bà rồi ông kiếm chuyện với tao á Ba không có rảnh đâu mà kiếm chuyện với mẹ Con biết từ lúc bà nội còn sống kìa Nếu mẹ không còn thương ba Thì ba với mẹ ly dị đi cho im chuyện Con cũng khỏi phải xấu hổ với bạn bè nữa Nhà tao, tao ở Tao không có đi đâu hết Mà tao cũng không ly dị với ba mày luôn Mày là con của tao với ổng Đúng ra là mày không được theo phe nào hết Mới đúng là con chứ Bà nói chuyện phe này phe nọ Sao tôi thấy tội nghiệp bà thiệt đó Bà ăn ở làm sao á Mà con nó cư xử với bà như thế Vậy mà bà không hiểu nữa hả Tôi không có nói chuyện với cha con ông nữa Tôi có việc phải đi Mà nè Ông lo kêu mấy đứa em của ông về Chia cái vụ đất đai này cho rõ ràng đi nha Tôi không muốn đôi co nữa đâu à nha Ơi, Gia đình tan nát hết rồi Cảnh tại nhà của Úc Lý Anh hai đã được Úc Lý đưa về chăm sóc Anh hai, anh ăn sáng đi Chúc ông Tấn về á, chở anh đi tái khám Cực cho hai vợ chồng em quá Giờ đủ thứ chuyện của anh đều nhờ vào em hết Lý ơi Anh đừng có nói vậy chứ anh hai Buồn phiền gì á, anh cứ bỏ hết đi ừ, Sao lúc trước á, anh không chịu ly dị với chị hai sớm hơn Cho anh đỡ phải mệt vậy Trời ơi, bà không có chịu Bà tính chờ sang tên được miếng đất đặng bả kiếm chút ít chứ anh biết bả có thương yêu gì anh đâu anh hai ai hình như chị hai về kìa anh hai vụ gì nữa đây không lẽ bảnh nói cho bả hay á là anh bệnh nên bả về thăm cả anh còn thương chị hai hả à chị hai chị hai tới nhà em có chuyện gì không chị tôi nhớ tôi với bà đâu còn dính dáng gì nữa mà bà tới đây làm chi cô út ơi cô còn giận chị sao chị xin lỗi thật ra mấy năm nay chị khổ lắm cô út ơi Tôi đâu có dám giận chị Chị bỏ anh của tôi trong lúc bệnh hoạn Vì không có ai lo Bổn phận tôi là em Nên tôi phải lo cho anh của tôi chứ Có ai sướng như bà đâu mà bà than khổ Một thân một mình Tha hồ mà tung tăng Tôi biết ông còn giận tôi lắm Tôi hối hận lắm rồi ông ơi Tôi có về nhà mình Nhưng không thấy ông Tôi lo sợ ông có chuyện gì Tôi hỏi thăm mới biết Ông lên đây sống chung với cô Út Mà hôm nay á chị ghé nhà tôi có chuyện gì chị nói nhanh đi tôi còn phải chở anh hai tôi đi tới khám nữa đó ông ông bệnh sao vậy có nghiêm trọng không chưa chết được đâu bà đừng có vội mừng ý mà quên tôi chết á thì ai đứng ra sang tên cái nhà này cho bà giờ bà lấy không tôi sang tên lại cho ông đừng có nói vậy tội nghiệp tôi tôi biết tôi có lỗi với má và cha con ông nhiều lắm hôm nay tôi xin ông và cô út cho tôi quay về để tôi lo cho ông Ông tha thứ cho tôi nghe ông Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu Chén nước tự tay bà hất đi Thì làm sao bà hốt lại cho đầy như cũ Bà cứ đi theo sự lựa chọn của bà đi Tôi với nó bỏ nhau mấy năm nay rồi Tôi xấu hổ với ông Với gia đình và bà con lối xóm Nên tôi không dám về Nhưng giờ lâm vào đường cùng rồi Nên tôi về tạ tội với ông Ba, ba bệnh sao rồi Con nghe dựng út điện á Nên con lật đật về liền nè anh hai cũng ổn rồi không có sao đâu con phải con điện hỏi út út kêu con đừng có về chi cho tốn kém út lo cho ba con được rồi bảnh con con mới về hả con con làm gì ở đâu vậy con có khỏe không con thì chỗ con làm từ hồi nào tới giờ đó lúc mẹ con ở nhà mẹ cũng biết mà bảnh mẹ con về xin ba con tha thứ đó ý con sao do ba thôi con đã nói từ lâu rồi con không xen vô chuyện của ba mẹ con nữa con nó nói như vậy ông tha thứ cho tôi nghe ông hai dầu sao á thì tôi cũng là mẹ của thằng bảnh mà cô út ơi cô giúp tôi một tiếng đi cô út bảnh con khỏi ai nói gì hết tôi quyết định á là không quay lại với bà nghĩ tình bà đã lo cho mẹ tôi lúc mẹ còn sống tôi kêu thằng bảnh á nó giúp cho bà một ít tiền bà lo làm ăn rồi sống cho tốt đi đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó nữa con nghĩ ba con nói đúng đó mẹ. Nếu mẹ sống tốt, con sẽ thường xuyên tới lui chăm sóc cho mẹ, như mẹ đã từng chăm sóc cho bà nội. Cha con ông nói như vậy thì thôi tôi đi. Con ráng lo cho ba con nghe bảnh. Em cũng phụ cho chị một ít để chị đỡ phải vất vả sau này. Nói gì thì nói, chị cũng đã sống chung với gia đình em bao năm nay. Không tình thì cũng còn cái nghĩa. Chị cảm ơn cô Út nhiều lắm. Chị rất xúc động. Phải chi... Thôi, Chị đi nghe cô Mẹ đi nghe bạn. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện truyền thanh đã muộn của tác giả Ngô Hồng Phấn. Đến đây chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát thanh Vĩnh Long xin được khép lại. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái chào tạm biệt.